chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Sao Hoa Hàn. Các bạn thân mến, để luôn được cập nhật các tin tức mới và hot nhất trong ngày thì đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức thú vị có trong video ngày hôm nay. Son Jae Jin khoe nhan sắc cực phẩm trong bộ ảnh kết thúc đời độc thân. Sáng ngày 18 tháng 2, tạp chí Elle Hàn Quốc đã chính thức cho ra mắt bộ ảnh mới do cô dâu tháng 3 Son Jae Jin thực hiện trước khi kết thúc cuộc sống độc thân theo chia sẻ của tạp chí Elle Hàn Quốc, bộ ảnh được thực hiện một ngày sau khi Son Jay Jin và Huynh Bin chính thức công bố chuyện về chung một nhà bằng một lễ cưới vào tháng 3 tới. Trong bộ ảnh mới trên tạp chí danh tiếng Elle Hàn Quốc với tiêu đề Son Jay Jin, một biểu tượng không thể thay thế, bà xã tương lai của Huynh Bin xuất hiện với cương vị là đại sứ thương hiệu của Valentino. Nhìn nhan sắc John Jay Jin thế này, bảo sao ông xã tương lai Huynh Bin không thể rơi mất bất cứ lúc nào. Cô dâu tháng 3 khiến công chúng suýt xoa bởi nhân sắc kiều diễm nhờ phong cách trang điểm gợi cảm. Thường xuất hiện với tạo hình nhẹ nhàng và dịu dàng, đây là lần hiếm hoi cho dê thể hiện một khía cạnh quyến rũ và gợi cảm như vậy. Đại diện đèo Hàn Quốc tiết lộ, bởi chụp hình được diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi, vui vẻ, mọi người cũng liên tục gửi lời chúc mừng đám cưới tới cô dâu tháng 3 Son Jae Trong một diễn biến khác, trong tập mới nhất chương trình You Quit All The Block, Bên cạnh việc quảng bá phim mới 29, John Jin cũng sẵn sàng trải lòng về những khó khăn mà cô đã phải đối mặt. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, trong 22 năm làm diễn viên, John Jin chỉ xuất hiện trong 30 dự án. Lý giải về điều này, cô nói, không có quá nhiều phim dành cho nữ diễn viên. Không ai bảo tôi phải gánh vác, nhưng tôi cảm thấy mình đang gánh vác trách nhiệm một mình. Nữ chính Grace Blading O'Neill cũng cho biết mình thường có thói quen rửa tay trước khi quay phần cảnh tình cảm. Đây là một cách giúp cô bình tĩnh và thể hiện thái độ tôn trọng với bạn diễn. Nói về lịch trình của mình, do Dì Dìn chia sẻ cô sẽ thức dậy vào lúc 6 hoặc 7 giờ sáng mỗi ngày. Đặc biệt, nữ diễn viên sẽ đi dạo quanh công viên, nghe nhạc trong một vài ngày trước khi quay một cảnh tình cảm. Tôi luôn có một nỗi sợ hãi khi nghĩ rằng liệu mình có thể làm tốt điều này không? Điều gì sẽ xảy ra nếu cảm xúc của tôi không ổn định trong quá trình quay phim? Rất nhiều lần tôi muốn chạy trốn. Nữ diễn viên thổ lộ John cũng chia sẻ rằng gánh nặng của cô tăng dần theo thời gian. Mỗi khi có một tác phẩm lên sóng, nữ diễn viên sẽ trần trọc không ngủ được. Những nỗi sợ ở về việc liệu phim có thành công hay không, khán giả có phản ứng thế nào khiến nữ diễn viên rơi vào căng thẳng. Một tháng trước khi phim công chiếu, tôi không thể ngủ được. Tôi biết rất rõ rằng chỉ vì tôi không ngủ không có nghĩa là bộ phim sẽ thành công, nhưng tôi rất lo lắng khi nghĩ về các nhân viên, các bạn diễn đã trải qua rất nhiều công việc khó khăn. Tôi lo ngại điều gì sẽ xảy ra nếu bộ phim hoàn toàn thất bại. Chính suy nghĩ đó khiến tôi thường xuyên rơi vào căng thẳng. Soan Diji bộc bạch, trước những chia sẻ của nữ Minh Tinh, nhiều khán giả đồng cảm cho nữ diễn viên khi áp lực mà cô chịu đựng là quá lớn. Bên cạnh đó, không ít netizen cảm thấy khâm phục khi John Jin luôn thể hiện những mặt tích cực của bản thân trên màn ảnh, thành công xây dựng hình ảnh nữ diễn viên tài năng và chuyên nghiệp.